năm 2018, Việt Nam đón 15,6 triệu khách quốc tế, phục vụ trên 80 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt 620.000 tỷ đồng. 3 tháng đầu năm 2019, ngành du lịch phục vụ hơn 4,5 triệu lượt khách, tăng 7% so với cùng kỳ. Việt Nam còn nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Bài toán đặt ra là tạo ra sự khác biệt, kéo dài thời gian lưu trú để Việt Nam thực sự trở thành bếp ăn của thế giới. Góc nhìn của doanh nhân Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch tập đoàn FLC. Xin chào ông, dưới góc độ là một doanh nghiệp thì có những tiêu chí nào để FLC lựa chọn một địa phương làm địa bàn đầu tư chiến lược của mình ạ? Khi đầu tư vào một địa phương thì chúng tôi rất là quan tâm đến bộ máy chính quyền địa phương. Họ có thực sự là quyết tâm, quyết liệt giúp cho doanh nghiệp mà làm các thủ tục đầu tư nhanh nhất và chuẩn xác nhất và đúng với quy định, nhưng mà lại đồng thời là phải vận dụng các quy định để làm sao mà doanh nghiệp vào với một cái tâm thế là được đón chào thực sự. Ngoài cái việc mà chính quyền địa phương thì chúng tôi quan tâm đến địa phương đấy có phải là địa phương làm du lịch hay không. Quảng Ninh chẳng hạn, trên 10 triệu khách và còn rất nhiều tỉnh khác nữa, thì khi mà chúng tôi nghiên cứu thì chúng tôi sẽ thấy rằng là nếu như tỉnh đó mà có cái tiềm năng du lịch ấy, thì chúng tôi mới dám đầu tư. Với những địa phương mà có lịch sử du lịch lâu đời và có nhiều đơn vị mà họ đã đi vào khai thác và phát triển du lịch thì FLC tạo ra những điểm khác biệt như thế nào? Ví dụ như đến tỉnh nào thì chúng tôi cũng phải nghiên cứu để tạo ra một cái sự khác biệt đối với doanh nghiệp khác, rồi tạo ra sự khác biệt đối với cách làm du lịch khác. Khi chúng tôi đến đầu tư là Quảng Ninh chưa có sân golf ở Hạ Long thì chúng tôi làm sân golf, và Quảng Ninh hết đất vàng thì chúng tôi làm đất bãi rác, rồi đất ở một cái nơi người ta khai thác than. Chúng tôi không có quyền chọn, nhưng mà chúng tôi phải sử dụng cái vị trí mà không ai dám làm và không ai nghĩ tới. Một bài toán đau đầu của du lịch Việt Nam đó không phải là làm như thế nào để chúng ta thu hút khách du lịch đến Việt Nam, mà là làm sao để khách du lịch quay trở lại du lịch ở Việt Nam. FLC đã có những giải pháp như thế nào? Chúng tôi xây dựng hệ sinh thái du lịch là chúng tôi xây dựng thành một cái chuỗi. Tức là đến vào cái khu FLC là phải nghỉ được nhiều ngày. Mà muốn nghỉ nhiều ngày mà không bị nhàm chán thì chúng tôi có rất nhiều dịch vụ ở trong một cái quần thể. Đánh gôn có thể là mất 1-2 ngày rồi. Hay là tổ chức những cái hội nghị, hội thảo. Chúng tôi xây dựng những cái trung tâm hội nghị có sức chứa lên đến 2.000 chỗ. Ví dụ như là ở Quy Nhơn nếu có đất thì chúng tôi làm vườn thú. Có đất nữa thì chúng tôi làm sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao trong cái quần thể nghỉ dưỡng này. Thì tóm lại là trong một cái quần thể nghỉ dưỡng nó có rất nhiều cái hạng mục, có rất nhiều cái sản phẩm để cho du khách chơi vài ngày không chán. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho bản tin tài chính kinh doanh.